Xin chào mọi người Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Rá Bắc Tây Nguyên Hôm nay thì mời các bác các anh chị cùng với em Chúng ta cùng nhau ngắm hoa của một cái dòng địa lan cực kỳ quý hiếm Của rừng Tây Nguyên này nhé mọi người Và cây thì có tên gọi là địa lan mỏ vịt Ngoài cái tên địa lan mỏ vịt ra Thì cái cây này nó còn có tên gọi là bạch thượng mỏ vịt Và tên tiếng Anh của nó là Betelip Sagariki mọi người nha theo cái tiếng Hy Lạp á, thì cái từ bê tinh có nghĩa là cái lược và cái hình ảnh của những cái cánh hoa của cái cây địa lan màu vít này á. khi nở thì nhìn giống như những chiếc lược vì chính vì vậy thì cái tên tiếng Anh người ta đặt theo cái cái xuất phát từ cái từ bê tinh của tiếng Hy Lạp à, và cây thì cái mùa hoa của nó ở Tây Nguyên á, thì nó rơi vào tầm cái dịp là tháng 7 tháng 8 mọi người nhé à, về nguồn gốc cũng như là cái nơi phân bố thì cái cây địa lan mỏ vít này thì hiện tại ở Việt Nam thì nó chỉ được tìm thấy ở cái khu vực của Đắk Lắk mọi người nha, khu vực uh, phía tây của Đắk Lắk và có những cái đặc điểm là về cái thân lá thì cũng khá là dễ nhận biết. Thường thường thì cái cây này, uh, cái thân lá nó thường là có những cái lá gốc có hai tới ba cái lá gốc là khá là to ở bề cái bề mặt dưới và đặc biệt là cái viền ngoài của lá thì có một cái đường viền trắng mọi người nha, nó giống như là cái à, gọi là cái gọi là cái lá pin đó mọi người giống như kiểu lá pin, đó. nhưng mà cái đây là là cái đặc điểm cây nào cũng có, tức là lá nào cũng trên bất cứ cây nào cũng có mọi người nhé. Đấy, hoa. Đây, à, hình dạng thì à, cái bông hoa thì mọi người sẽ dễ dàng nhận thấy là nó nhìn rất là giống hình ảnh một cái chú vịt mọi người nhé, à, giống là cái phần à, phần à, mỏ màu vàng và cái phần đầu màu trắng của như của một chú vịt nhìn giống là giống như là chú vịt donald trong cái phim hoạt hình mickey mà ngày nhỏ chúng ta thường xem đó mọi người rồi đây nhìn cây hoa rất là dị mọi người nhé cây này thì được phát hiện ra cũng khá tình cờ một người đắk lắc trong cái chuyến mà sưu tầm hoa lan À, của bà con đồng bào đi rừng về có bày bán ở dọc đường á, thì người ta phát hiện ra một cái cây à, lúc thấy thì cái cây này nó cũng tương đối là nhìn giống như là cái cây à, địa lan bạch phượng à, nhưng mà khi nhìn kỹ lại thì thấy có những cái đặc điểm thân lá khác biệt sau đó thì hoa nở và à, anh ấy anh gửi cái hoa tới cái hiệp hội hoa lan á, để người ta gọi là là kiểm tra xem xét á. thì phát hiện đây là một cái giống loài mới lần đầu tiên được phát hiện ở Việt Nam mọi người mặc dù là trước đó thì cái cây địa lan mỏ vịt này cũng từng được phát hiện ở Thái Lan và được định danh rồi. Tuy nhiên đây là cái lần đầu tiên mà cái cây địa lan mỏ vịt này được tìm thấy ở Việt Nam mọi người nhé. Đây, à, cây à, sinh trưởng thì thường thường cho tầm 2-3 lá mọi người. tới cái mùa hoa là bắt đầu là nó cho cái vòi lên. Hôm nay thì nhân dịp đang hoa thì quay clip lên để các bác anh chị chúng ta cùng nhau ngắm cận cảnh cái mặt hoa của cái cây địa lan mỏ vịt rất là đẹp này nhé mọi người. Em thấy đây một trong số những cái cây địa lan vô cùng đặc sắc luôn. À, nhìn nó dễ thương mọi người. Rồi và à, hôm nay thì em cũng có cái một số cái chậu đang cái trồng sẵn đây. Thì nếu mà các bác anh chị chúng ta muốn siêu tầm thì có thể là liên hệ với em nhé ở đây thì đa số cái cây thì nó đang cho nụ thì về các bác anh chị chúng ta mua có thể là về chúng ta ngắm luôn và à, mọi người mua thì em sẽ cố gắng em lựa ra là à, em bán là cứ một phần hai cây mọi người nhé bán hai cây một lần hai cây thì cái giá là 150 000 năm ngàn và trong đó thì em sẽ cho các bác anh chị một cây là có nụ để về mọi người có thể ngắm hoa luôn nhé một cây có nụ và một cây không nụ mọi người nhé bởi vì trong đây cái số lượng có nụ với không nụ là nó tương đương nhau thì phải chia ra Uh, một cây nụ một cây không để các bác uh, bác nào anh chị nào mua cũng có thể là có cái cây nụ về ngắm hoa luôn hả rồi đây và một trăm rưỡi là hai chậu mọi người nhé hai chậu là trăm rưỡi và mọi người mua thì em sẽ đóng gói hộp xốp em gửi đi giá trên là chưa bao gồm phí vận chuyển nha mọi người phí chuyển sẽ do bên đơn vị vận chuyển họ thu thì mọi người mua mọi người thanh toán tiền lan với tiền ship cho bưu tá lúc nhận hàng là được thì đóng gói nguyên chậu về mọi người chăm sóc luôn cây này là địa lan nên là về chúng ta có thể là trồng chăm sóc bằng đất nha mọi người đất tơi số một tí là được rồi đây nụ mọi người nụ rất nhiều nha à, tất nhiên thì sẽ ưu tiên uh, lựa những cái cây khỏe đẹp cho mọi người về cho dễ trồng dễ chăm sóc mọi người nha đó đó là cái cây uh, địa lan màu vít rồi xin cảm ơn mọi người hôm nay thì uh, ngắm hoa đẹp quá mọi người ha đây để mang uh, ra nắng tí cho các bác anh chị chúng ta nhìn nó rõ hơn Wow, đẹp <laughs> Rồi Mọi người sưu tâm liên hệ em nhé Giá là 150 ngàn cho hai chậu mọi người nhé hai chậu là 150 ngàn Trong đó thì sẽ có một chậu có nụ để các bán chị về ngắm hoa luôn rồi, xin cảm ơn mọi người Hẹn gặp lại mọi người à.